và chúng ta xác định là cả bốn xưa tiến bộ cao bộ đều có khả năng di chuyển với nhau cả. Nhưng mà tuy nhiên trước đây trình số trước đây có cái chu kỳ đen ba bốn năm có thể xuất hiện một lần, nhưng về sau chúng ta thấy tính chu kỳ của nó đã bị phá vỡ và chúng ta thấy cứ hàng năm trên các phương tiện trên các đại chúng đều có liên quan đến việc công bố liên quan đến dịch sốt xuất đen. Và thông thường dịch sốt đen nó hay bùng phát ở những nơi mà điều kiện sâu nước thì cái dây bùng phát, nhưng đến bây giờ có một khác thực sự đến bây giờ thậm chí thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta còn công bố dịch và thậm chí có cuộc hoàn thành không nói gì hóc môn phụ chi của dịch sốt đen thì chúng ta kể gì. Nhưng mà thậm chí bây giờ các quận nội thành cũng vẫn bị dịch sốt xuất đen, như vậy là chính chất dịch nó là thay đổi ở miền Nam. Chúng ta bắt đầu biết đến bệnh sốt xuất đen vào năm 60, còn miền Bắc trễ hơn vào năm 68. Và đương nhiên nếu nói về dịch sốt đen thì ở miền Nam nó sợ hơn, còn miền Bắc người ta sợ dịch viêm đạo nhật bản. Hai cái đó hơi khác nhau. Và cái con của ADHD là một cái con của bạn, cái con này nó có cái đặc điểm như thế này. Chúng ta nhìn thấy cái con mỗi lần cái chân của nó sẽ thấy là cái con cảnh này, con đen cái anh thấy sẽ kẻ lẫn nhau, do đó người ta đặt tên là một mũi bằng ở chỗ đó. Và đây là nó đang tiến hành hút máu, vì vậy cho nên nó hút máu để da cắm cái kim vô và chúng ta thấy bộ căng phòng cứ để mở và trong đó chỉ là những sự đen. Vì vậy khi con mũi này đầu tiên đang người đang bị dịch đen thì đương nhiên là có cái nước bị dịch đen, và khi nó chích nó hút máu cái người khỏe mạnh khác thì nó sẽ nước bị dịch đen sẽ đặc biệt. Và cái con mũi này nó đặc biệt là khi nó đẻ trứng thì nó thích sẽ đẻ trứng lên nó sợ, chứ còn xuống chờ nó không đẻ trứng. Vì vậy trong mùa là cái mùa thích hợp nhất cho một người đẻ trứng, là bởi vì tất cả những cái vật dụng nào và chúa của vương và cái nơi thích hợp của một người đẻ trứng, thậm chí trong nhà các em cái bình nước mà chúng ta cắm tô nó cũng là cái nơi một người đẻ trứng. Rồi chúng ta có cái chén nước mà để chúng ta để cách ly được cái kiến đó nó bỏ vô đồ ăn, thì những cái chén nước cách ly này cũng là cái nơi thích hợp cho con người đẻ trứng. Nó không có thích